diễn dòng mong, dòng mong quay lại đôi cái mặt của diễn dắt cả coi luôn. Thế xin nào đó có mấy lên cộng rồi diễn. Tượng trưng cho tiền tài danh lợi phú quý may mắn trong năm 2017. Chiếc áo nào mà to nhất đó chính là chiến thắng. 1:30 bắt đầu. Vô. Hỏi to lên. Anh chờ. Giữ lại ba người của đội lúc đầu thôi. Những người hỗ trợ xin mời trở về. Giữ lại ba người kia lúc đầu thôi. Ai hỗ trợ trở về xin mời vậy. Hay phải được kênh 14, 15, 16 tăng hết. Thôi dừng lại. 3, 2, 1 dừng lại. Ông này ha, là dùng quê bóp nhẹ bên đây một cái nha. Bóp ở đây chưa qua đây bóp. Rồi dừng lại. Thống kê. Thống kê coi người mẫu nào còn nhiều. Tài lộc phú quý các tường. Người mẫu số 1 đâu, số 4 đâu, qua đây coi. Rồi, người mẫu số 3 chị tóm sẵn rồi, bây giờ còn gì đâu. Tháng chịu ăn. Kêu không chịu ăn, người mẫu số 2. Người mẫu số 1, có cục này vậy. Hai cục này không tính nha. Trừ 5 điểm ứng xử, trừ điểm ứng xử vẫn còn trong vòng ứng xử. Dạ, cho mời chú Diễn cho tất cả ý kiến về cái vòng ứng xử của người mẫu này. Chú Diễn cho điểm, chú Diễn ứng xử của người mẫu này, ứng xử cho điểm luôn. Thử chị em ơi, 9 điểm thấy chưa, nè 9 điểm. Dạ em cho con điểm của con là mấy điểm của con á? 10 điểm, thấy chưa? Quá hậu mà người ta cho có 9 điểm nữa không? Về gặp lại khoảng hơn nghe chưa? Ủa sao giải đâu? Trao giải.